Mừng ngày Tết trên khắp quê tôi. Thần tài đến, chúng ta mau phát tài. Người chơi sẽ nhận được 15 từ khóa ngẫu nhiên. Trong vòng 10 giây phải hát được câu hát có chứa từ khóa đó. Anh là sẵn sàng. Anh tạm bỏ em rồi, nói buông tay là buông thôi. Em hơi mệt với bạn thân anh. Sao bài gì dễ vậy? Đà Lạt ơi, có nghe trăng cam ly đứng nở rạng rỡ. Còn thương à? Còn thương em thì không để cho em khóc, anh nhớ không? Bên em anh say trong hạnh phúc, đôi môi em anh ở cánh đàn. Từng là tất cả. À, có một bài lúc nãy à? Phải một bài không nhỉ? Có rằng có ba bài trong series giống giống nhau, sao không nhớ câu nào bài nào luôn. Trời ơi, tin được không? Bố là tất cả, bố ơi bố ơi. Khi bên em anh thấy điều chi, khi bên em anh thấy điều gì, nước mắt rơi lần kề lần mi. One eternity later. Yêu em âm thầm bên em. Ủa bài gì khó vậy? Gieo rắc hả? Trời ơi, trời ơi. Trời ơi. Gieo rắc chắc chịu quá. Sao cái này chắc chịu luôn á. Thần tài đến, chúng ta mau phát tài. Con cò bé bé, nó đậu cành tre, đi không hỏi mẹ, biết đi đường nào. Cánh mai á? Cánh én thì biết chứ cánh mai thì... Cánh mai thì... Chịu rồi đó. À, em ra trốn đô thành, mong thành cô thắm ngày... Ồ, cô tắm chứ? Và đấy là cô tắm đúng không? Cô thắm à? Chịu rồi. Đấy lẽ à? Có bàn chân lặng lẽ giữa dòng đời như nước cuốn, chập chờn trắng đen không thể nhìn thấu. Ngày Tết à? Mừng ngày Tết trên khắp quê tôi. Người đi thăm, đi viếng, đi chơi. Người ta đi mua sắm Tết. Người thương gia mau phát tài. Đu đưa, bọn mình đi đâu đi anh ơi, đi đu đưa đi. Lúc đi hết mình, lúc về có chồng. Lúc đi hết mình, lúc về hết buồn. Mong muốn của em à. Chúc mừng năm mới tới độc giả của Yann News. Tôi hy vọng rằng là tất cả quý độc giả sẽ có một mùa Tết, một mùa năm mới sum vầy này, thật là nhiều sức khỏe, thật là nhiều hạnh phúc và tất cả các dự định trong năm tới sẽ được thành công. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.